cầm zip vào bụi hút cỏ xong hút rồi chát hút cỏ flavor. Yeah, lại là một ý tưởng gọi là ngáo cần rồi anh em ơi. Được rồi, ok, anh em thích thì mình quất thôi. Zo Game Shop .vn shop bán nick tất cả các loại game. Ngoài ra trên web còn bán quân huy tự động, thẻ cào game và nhiều dịch vụ khác. Ok, đến chuyên mục tặng nick đó anh em ơi. Hôm nay mình sẽ vào Zo Game Shop .vn shop duy nhất của Zo Game đó anh em, để mua nick tặng anh em nha. Ok, thì anh em nào có nhu cầu về Ác Liên Quân hoặc là các game hot hiện nay thì cứ vào shop mình nha, ủng hộ mình. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ tặng anh em pick random đi. Đây, mình mua luôn cái 3K này nha. Đó, thì mua ngay này, một cái này 58 này. Rồi, ok. Đó, đây sẽ là tài khoản mật khẩu nha anh em. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Vâng, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Rồi anh em ơi, thì hôm nay lại tiếp tục là chú gà con khám lợ của chúng ta đây. Rồi thì mình sẽ làm theo cái ý tưởng là cầm zip đi hút cỏ của anh em nha. Trời ơi, mình thấy cái ý tưởng này nó rất là hay anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý tưởng và like ý tưởng giúp mình làm những cái video hay cho mọi người xem nha. Úi giời thôi từ đầu thì mình cũng đi để chôn rừng nó cái nhờ. Zip mà không đi chôn rừng thì nó chán lắm. Nhưng mà lại gặp cái thằng chỉ gió này. Rồi thì mình sẽ lừa nó anh em ơi. Đúng rồi, mày đi đi. Đây, vòng lên đây, nó không nhìn thấy rồi. Khuất tầm nhìn rồi anh em ơi, tốc hành. Gặp Zip trong cây vô game là nó không thể nào mà bỏ qua cái bước chôn rừng đầu tiên được anh em ơi. Rồi rồi, biến về. Vác con buồn này về cho chăm mình ăn đây anh em ạ. Mà không biết chăm mình nó có biết đường về mà ăn không nốt. Mình bê về đây rồi. Ok. Đó thì phải đợi có kỳ nai đấy anh em ạ. Mình cứ không cho con rừng nó đi về. Đấy, làm thọt một con bùa lớn của tem địch anh em ơi. Ngu vậy. Trời ơi, nó lại khắm lọ gì đâu anh em ơi. Rồi, có level 2 rồi. Trời ơi. Cái gì ra bùa đỏ. Bùa đỏ gì đấy. Ở đấy, mình đang gác bùa đỏ về đấy bạn. Trời ơi. Thanh niên, bùa đỏ đâu rồi na. Ê trời ơi, nó khăm lọ anh em ơi. Ê, hay lắm. Rồi. Ê, vào lên tao bắn này. Ngon. Trời ơi, thế đi bắn đi bạn ơi. Chắc bạn này bạn ấy cũng biết là con bùa đỏ khi gắp về này là sẽ ăn được nha anh em. Đó. Anh em thấy không? Lần Zo Game là người đầu tiên mà vác bùa đỏ tem địch về tới đàn bên tem mình vẫn ăn được nha anh em. Gắt ngay. Ok. Lỡ lửa. Rồi. Thì đã trôn được một con rừng của tem địch rồi. Bây giờ thì tiếp tục đi quánh nhau anh em ơi. Giết người luôn. Ăn được bùa đỏ của Nát à? Đúng rồi, của Nát đấy bạn. Giết luôn. Mày nó bưởi thôi, không trúng rồi. Thôi chạy về. Nát AD ngó gì thế, là sao? Chịu vâng này, chắc AD định xăm xì con bùa hay làm gì ấy. Mà thôi kệ đi. Giờ mình sẽ vào đây mình hút cỏ anh em ơi. Vãi hút cỏ mà hút dính cả lông nách bạn này rồi. Hút cỏ mà hút luôn cả lông nách của Violet rồi. À, đứng trước mặt mình. Ok, bây giờ mình cứ đi hút cỏ đây thôi. Cái gì kìa? Em hút cỏ tí thôi mà lại chửi à? Căng thế anh ơi. Hỏi 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 ạ. Đang hút cỏ cái gì mà gác nhờ? Ê, người ơi. Zip bị gì thế ạ? Cái gì ơi? Rồi, ok thế nào? Rồi, trời ơi. Đấy, tao đang hút cỏ. Trời ơi, nó lại bảo không phê đi. Đấy, Violet đọc xong câu chat này của mình ngáo luôn anh em ạ. Phê không à? Phê không à? Trời ơi, phê không à? Nó lại mắc phê. Rồi, nó lại mắc phê luôn anh em ơi. Từ. Hút cỏ tiếp anh em ạ, kệ bố nó. Mình đang phê, mình không biết gì hết anh em ơi. Trời ơi. Rồi. Đấy, lên đây, hút trên này này. Đó, hút tiếp này. Ê, hút này. Rồi. Anh em thấy nó khắm lọ chưa? Anh em thấy ý tưởng này nó khắm lọ thì để lại cho mình xin một like nha anh em. Để có động lực để cho mình làm các video tiếp theo và cũng như cổ vũ tinh thần cho những bạn nghĩ ra cái ý tưởng này. Ê, trời ơi.
vẫn chưa hết ngáo à? Trời ơi, bà la xuống canh mình vẫn hút cỏ anh em ạ, kéo em ra. Nó lại ngon anh em ơi. Hư nè, hậu mà. Vâng, ra xuống canh mình hút cỏ mình không lên. Thế là la chết ngòm củ tỏi rồi. Cơ zip này hút lờ gì trong đấy? Lại cả xoài. Trời ơi, mình hút cỏ tí thôi mà, gì đâu mà gắt thế. Rồi, kệ nó à. Trời ơi, tem bạn trướng. Mình hút cỏ đây, tem bạn không có thằng bảo kê khắm. Tem mình ngáng đường, tem bạn sướng anh em ạ. Thôi, trời ơi, đừng ra em đi, em đi về, được chết em. Đi, chúng mày xem nó làm gì thế kia. Ê, mắc khám anh em ơi. Trời, rồi, bắt bớ cái trụ rồi anh em ạ. Cái tội đi hút cỏ anh em ơi. Ngu người. Nó lại bảo không phê đi. Rồi, sắp ngáo luôn rồi anh em ơi. Từ nay mình chưa tham gia giao tranh cái gì cả. Violet chơi rồi. L-A-L Mem. Ngu người. Hút hút cờ cờ ạ. Gắt đấy. Rồi mình ngay hút. Hút chép này ra đi ra hút lại hút dính lông nách bây giờ. Rồi. Rồi. Hút mà thanh niên ra đến đây luôn. Hỏi ạ. Đó mình hút kiểu này cho nó nhanh anh em ạ. Hút kiểu hồi kinh lâu lắm. Rồi. Hút gì đấy ạ. Ấy thì cỏ đấy. Mày. Đó. Thì cỏ đấy mày. Rồi. Rồi. Ok, anh em cứ từ từ nha. Cứ từ từ đi đâu mà vội mà vàng. Trời ơi. Rồi, mày đi đi. Đó, đã cướp được con chim rồi. Đấy, để đây hút cỏ tiếp. Cái gì đấy? Có tao đánh quả rắn, có thấy thơm không ha. Vãi xoài ạ, thanh niên. Giúp mất dạy. Vãi cả xoài. Mất dạy thôi, rồi. Định làm gì? Đó. Đã tìm bà mèo nó dám chửi mình là giúp mất dạy anh em ạ. Bố khỉ. Rồi. Bảo sao nó lại không khám đi. Rồi. Đi đâu kiếm cho hút cỏ tiếp anh em ơi. Rồi. Ô ma. Rồi lấy chỗ rồi ở đây hút à. Lấy hút cỏ nha. Rồi. Hút. Trời ơi. Kệ sư ra đây anh em ạ. Mình cứ vào bụi mình hút thôi. Phê. Nó phải gọi là phê anh em ơi. Rồi. Đó, mắc phê luôn. Trời ơi, nó ngáo luôn rồi. Người. Trời ơi, trời ơi, lên mít nào thôi, mình theo đánh nhau với. Đi mà mày con, đi mà mày tao lấy mày. Tôi nghe đánh nhau với. Cụ ăn gì con cúng ạ. Người. Rồi. Hút này. Đi về, không đánh nhau. Làm người ai lại đánh nhau. Nghĩ. Thôi mày giết luôn. Mày chạy đi đâu con sâu này. Bây giờ chặn luôn đường này không cho về. Trời ơi bét zip đây rồi. Mày chạy đi đâu. Mày chạy làm sao được. Chết đi. Mày nữa cả mày nữa. Hút. Hút này. Rồi. Nó hút lại thả mất thanh niên kia ra ngoài rồi. Nó không sao hết. Rồi thả ra giết người ạ. Vãi cả cục ship. Ok. Rồi vừa đánh cái được ăn một mạng luôn, chợ hai mạng em ạ. Nó gắt vãi cả tức luôn ạ. Hay, hết ngáo rồi à. Nó lại gắt ngay anh em ạ. Giờ mình chơi không thích đánh thôi. Đánh nó khác bọt liền à. Rồi, đều xuống Amelie à. Trời ơi, hàng về. Rồi đánh đi nhá, mình xuống đây mình giết Amelie đây. Rồi, chết bòe nó rồi. Em vua rồi, à đây lại có hàng. Đi. Ê, hút Triệu Vân lên giết chúng nó này. Mày, ui rồi Triệu Vân ra lại chui ra. Rồi, phi lên đánh cho mày ngon không? Cái thằng này, người. Chết đấy. Chúng mày chết đấy. Thôi, chết mất AD rồi. Rồi, con em đi về. Chạy. Bắt chân lên cổ mà chạy. Chạy tụt cả quần anh em ạ. Rồi, không sao hết. Chạy được rồi, sống rồi. Không chết rồi, không sợ gì nữa. Ok. Đấy. Ai hút cỏ với em? Trời ơi. Ai hút cỏ với em? Nó lại
quá anh em ơi. Rồi, quốc luôn, hàng về. Con mẹ nào đánh chết cha bây giờ. Hút hút, con bà mày. Vâng, gì đâu mà cục xúc thế. Cục xúc thế, trời ơi. Người ta hút cái tí đấy mà căng thẳng thế nhở. Đánh cẩn thận đi ạ, ấy giả, được, thế sao. Thích cẩn thận, mình có cẩn thận nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ mẹ SP để tận răng cho anh em này. Chả có lại bảo mình ngáo. Rồi, giết luôn. Rồi, đi về, không giết. Ngu người. Rồi, thằng về, thả ra đây giết thằng đấy anh em ạ. Ông trời, quần què giết, rồi. Ui dồi, dồi. Ô ma là cái quần què gì. Rồi, hút. Không hút được người anh em ạ, hút được người là cho lên trụ rồi đấy. Cái bọn này nó không hợp tác gì cả, nó đứng gần gần con lính thì có phải mình hút tất lên kia đánh nhau được không? Ôi, quánh nhau luôn. Giết người, ui dồi ôi. Mà thả tận trụ luôn. Đấy anh em thấy không, chặn đường cho nó về luôn. Giết luôn bốn thằng rồi. Đấy không, mắt hay luôn rồi. Hay như thế này mà còn không like nữa thôi đấy anh em. Này nhá, còn một số ông chưa like đâu đấy nhá. Bấm like đi. Thế, cảm ơn anh em nhá. Rồi, tiếp tục là cái trụ dưới này anh em ơi. Ui dồi ôi. Hút. Rồi, đấy xuống đây đấy, có một đám lính nữa chuẩn bị hút cho đấy, tất lên trụ này. Ui dồi, 4 con xe anh em ạ. 4 con xe. Thôi chẳng cần phải hút nữa, lên đến trụ luôn rồi. Mà hút, em đặt hẳn vào trụ này và bắn này đó. Mình ôm cho mà bắn luôn. Em bắn đi. Ê, không lấy được à. Thôi đi về, không lấy được thì đi về thôi. Hút xịt luôn. Ngu người. Quá là khắm đi mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một màn gọi là lên đây để cái chỗ này. Quánh đi. Giết đi. Rồi, ok, lấy được hai cái đường rồi. À nào, bạn định làm gì đây? Thôi rút lui đi anh em ơi. Rút lui đi mà. Ôi, quét sạch bố nó rồi. Thôi, đi về nào. Ôi, quá là kinh. Thôi, ok. Cái ván đấu kết thúc tại đây rồi anh em ơi. Em thấy hay thì để lại cho mình xin một like, một comment thật là khắm lọ xuống bên dưới nha. Và đừng quên đăng ký và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của Yogame. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.